phạt bằng phạt năm tù ha, hoặc là phạt trực tiếp vô TV hoặc là máy tính. Nó cái cổng USB này là mình sẽ phạt được. Cái cục sạc này thì sạc bằng cục sạc năm tù, nhưng mà đừng có sạc bằng cục sạc iPhone thì em nha. Chơi hót thì nhà bố sạc ha. Chơi liền không có cần cô nặng cho cứng không, hay là dặn cô bản thôi.